Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục cassette văn chương của học văn chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về đoạn trích Chị em Thúy Kiều, trích trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đoạn trích nằm ở phần mở đầu của tác phẩm, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung tả tài sắc Thúy Vân và Thúy Kiều. Nội dung đoạn trích của chúng ta như sau. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mái cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trứng rủ màn tre, tưởng đông ong bướm đi về mặc ai. Trích truyện Kiều, Nguyễn Du,